Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Hôm nay là ngày 29, Phương cũng cũng đi phát từ thiện đó. Thì hôm nay thì Phương đi phát từ thiện đấy, thì của một chị Việt Kiều, cũng không nói tên, Việt Kiều Úc ha. Thì đi với Phương thì cũng có đại diện gia đình đó của chị đó. Thì cái hoàn cảnh đầu tiên là Phương đi của cái bà cụ Im ha. Thì mấy lần thì Phương cũng đăng lên chị Việt Kiều đó thấy, thì nó là người em đi cùng với Phương là gửi cho bà một phần quà đó. Là Phương hỏi bà ha. Hôm con đăng bà đó thì có một cái chị Việt Kiều đó ở bên Úc á, nó là gửi cho bà một phần quà. Thấy hoàn cảnh bà đó khó khăn đó, cũng thương lắm. Thì hôm nay thì con tới đó. Rồi con của bà đâu rồi? Nằm đây. Đeo vẫn nằm em. Anh ngủ rồi hả? Không có ngủ, con chạy thận giờ qua đây mệt, con giờ em uống nằm mệt. Mệt mẹ con cũng có nấu cơm nấu nước gì nằm đó. Dạ. Thì bà lúc nào cũng lo cho con đó. Tôi bệnh rồi mà chẳng dạ. Đau. Hôm nay con thấy bà cũng mệt mỏi hả bà ha? Mệt chứ. Đêm chút rồi nó mệt, đêm chút dạ. Mệt. Hình như là hôm bà nói với con là bà bị tim đúng không bà? Tim. Bị tim. Bị thiếu máu não. Dạ. Cái này nó đi dở chón lắm á bà. À, đau tê à. Dạ. Bà cũng lụm cụm đó. Hôm nay thì con sẽ gửi cho bà một phần quà ha. Dạ. Của chị Việt Kiều. Thì cũng có đi với con là một cái anh đó, ảnh cũng không muốn lên TV ha, để trao bà một phần quà ha. Anh trao cho bà một phần quà ạ. Đi xì cho bà đó. Dạ. Đây là phần quà của anh chị con ở Úc á. Dạ gửi biếu bà về để ăn Tết bên mười người xuân. Dạ. Cảm ơn anh chị đã chú. Dạ. Dạ. Tới bà nghỉ hả bà ha? Dạ, cảm ơn chú Phương. Dạ, con chúc bà khỏe nha bà. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ anh em mình đi hoàn cảnh khác ha. Dạ. Được, con chào bà. Dạ, chào bà, thưa bà, bà. Bây giờ Phương với anh Tâm đó đi tiếp một cái hoàn cảnh của cái anh này đó, tên Danh. Không biết lối nào ha. Phải. Con ơi, cho chú hỏi nhà anh Danh đâu con? Con biết. À, chắc là bên đây rồi. Phương đi hoài mà Phương cũng quên đó bà con các bác. Đây nè, lên cái dốc cao như thế này nè. Ồ, cái này nè, không, cái con đường này đó là xe người ta quen đó anh, chạy lên được. Chứ mình bữa em chạy lên em sợ quá, em xém rồi em té luôn á. Sợ. Chị, cho em hỏi nhà anh Danh trên này đúng không? Trời, đi mấy lần quên. Ồ. Bên này nhà anh Danh đâu chị? Dạ. Dạ chào chị. Ba. Ba. Căn nhà này là nhà mướn hả bà con các bác? Mướn ở đâu có gì đâu. Đây Phương có vẫn đến như mọi khi mỗi lần đến rồi anh Danh vẫn nằm như thế này nè. Ông bọc bông bi luôn á. Bữa nay thấy ông đỡ hơn không? Bọc bông bi đó, ông không dám đi đâu ấy, đi sờ tí á. À, anh muốn yếu quá hả? Ông đi sờ tí đâu đi đâu. Chào anh.
anh cứ nằm ly bì như có, thế này hoài. Có khi ông cũng ngồi dậy mang xúc cung đụng, xúc cung đụng anh được. Mà anh Nhân ơi, anh Nhân ơi, ngủ sao á? Thì lúc nào cũng anh cũng như thế này nè, có bao giờ mà anh đến mà anh tỉnh táo đâu? Tỉnh táo anh gì mà anh ngồi đây xong rồi anh ngủ, không dạ. Tỉnh táo. Mấy hôm anh nói được, bữa nay anh biết nói, không nói. Biết đến gì rồi? Anh Vinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Ông cũng họ lớn hơn chưa? Là năm nay nhiêu sáu mấy rồi? Tôi 59 tuổi rồi. Trời ơi, ông cũng ăn xong rồi đỡ đó, lỡ lăn mới uống sao trời. Trời, không chịu lấy đổ nè, đổ một cút bình rồi. Bây giờ đó, thì cái anh đi theo em nè, sẽ giao cho chị một phần quà để lo cho anh Danh chút gì cho anh ăn uống ha. Đây thưa chị, đây của phần quà của anh chị dạ. Ở bên Úc á. Dạ, cũng gửi biếu về bà con xóm làng còn cảnh khó khăn. Rồi phần quà để thuốc men cho ảnh. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Thôi mình đi một phần cảnh khác anh. Dạ. Dạ. Rồi em chào chị nha. Dạ. Bây giờ Phương với ông anh đi với Phương đó để trao quà đó, thì tiếp một hoàn cảnh thứ ba ha. Đây trên núi này thì hoàn cảnh Phương đi tiếp đó là cái chị Tâm ha. Đấy là căn nhà của chị Tâm ở nè. Mình lên đây là đuối luôn anh. Ấy chà. Mấy lần thì Phương cũng ủng hộ cho chị đó, gửi quà cho chị. Thời tiết thì hôm nay là ngày 29 mà trời không đẹp đó bà con cơ bác anh chị. Chị ơi. Dạ. Nghe thì con chia tạm thôi. Dạ. Chào chị. Dạ, chào. Chị vẫn ở mình hả? À, ở rồi con cái rồi đâu rồi? Ở với con gái. Con gái hả? Con gái vậy chọc. Thôi phòng ở chợt chủ nhà chú phải tờ mẹ cũng giúp đỡ với cha ở nhờ nằm đi đồ với con trai của con cô em á. Yeah. Quê đó ở như vậy chợt quê khổ chợt quê không có chỗ thơ nó ở mày. Yeah. Bây giờ nó về chồng với cháu rồi. Yeah. Còn thì hồi nãy giờ chị cũng đi kiếm ta thấy con trăng có phiếu gạo á. Cho phiếu gạo hả? Ở dưới lấy hai cho chị mẹ hết gạo rồi, ta cho cũng địa chỉ và ông Diệp Kiệu thích toàn cho 100. Ờ, 100 nghìn đó hả? Dạ, tại vì đi xuống mà ai cũng cho Diệp Kiệu cho gạo mà hết hả? Dạ, đông quá hả chị ha? Đông, dạ. Đông quá chú à. Dạ. Ừ. Thì nhà ở trong nhà sắm sửa gì chưa, một chút gì chưa? Không, cái đây khổ quá à, chị cũng đi kiếm ăn quay ngày. Dạ. Cô bé cũng thương cho thùng mì, cũng cho luôn đó, còn cả ăn, mất cũng đi mới gì à. Dạ. Con người kia chẳng là nội cho, á, cũng kiếm mà ít chục, 100 rồi cũng bỏ cho Tết rồi muốn đâu cả ăn. Dạ. Ừ. Cháu con giờ nó khổ quá à, giờ nói chung mà nó có chồng bà lãnh gì, giờ nó trao rồi. Dạ. Tất nhiên á. Dạ. Nhà cửa thơ nó ở, trên nhà xuống, cái chồng nó ở xuống rồi đó. Ủa, nhà đây mình cũng thuê luôn hả? À, gái nó thuê. Trời, hồi giờ em cứ tưởng đâu là nhà của rể chị ở đây không à? Không có, cái đây là chồng nó ở Đà Lạt. Dạ. Cũng khổ nghèo, cũng vô đây đi biển. Mà thơ ở, được năm nào được, rồi sau này cái là nó dắt vợ nó về mà nó ở. Rồi thuê một tháng, cái nhà đây bao nhiêu tiền? Nhà đây nhà của chị Hạnh. Chị Hạnh có ông gì mà làm phường khóm á. Em không biết rồi. Tổ người chưa đặt, nó muốn ông Phương á. Dạ. Cũng đặt Phương luôn. Dạ. Thuê một căn nhà này bao nhiêu tiền? Không biết, tự nữa nó thôi cũng mấy trăm rỉ mà. Dạ, có mấy trăm hả? Ta thương tới chứ. Dạ. Ở nó ở được năm là được có làm nó ăn, ở quầy quê cũng khổ. Dạ. Ở chừng nào mà ta lấy lại là nó về xuống nó ở. Còn dạ. Có mình là em ở đây anh Bè à, dạ. Với lại chị ở đây.
Dạ. À, nhà ông bè cũng khổ nữa, cũng hai ba đứa em. Dạ. Thì vậy cho nên tao bỏ không, cũng xóm đèn. Dạ. Thế tạo có thằng nhỏ mẹ ở mới được. Chật lắm, mình nằm có chút ở đây con chật hướng chị. Cái thằng con. Đứa con chị đó hả? À, con trai thằng, hả? À, cái thằng hồi bữa chú dạ. Thấy chú hỏi chú lâu lâu chú thương chú cha nữa chục rồi đó. Rồi cháu nó có đi làm gì không? Trời nó cũng nói chung là nó lịch trình đó. Nhỏ thí dụ lịch trình nó tránh, nếu mà nó vậy nó cái vợ rồi chú à. Dạ. Mà lịch trình bé xuống mà tánh nó làm rõ rồi mà tánh cái tội cha nó chấp lên chủ. Dạ. Rồi nó cũng mua chút thuốc chút đồ nó hút đồ với cái quần cái áo nó thế tờ người ta cũng cho nó quần cái áo nó mặc nha. Dạ. Thì em nước nói chuyện ngày nào chị cũng đi á. Chị ở trên đây á, nước non thì không. Người ta bơm lên hay sao chị? Nước non là cháu nó bơm lên. Dạ. Cháu nó bơm, rồi có gì chị có ăn có uống á thì cũng nhờ que đi, cũng chịu chị lại muốn uống đồ. Dạ. Ở tới đồ nhiều khi động mà mẹ con nằm về đây ngủ cho nó mát. Dạ. Ừ, vậy chừng nào mà chủ lấy lại thân. Dạ. Càng con trai chị nó muốn đi đâu đi. Dạ. Thế nhà ông bé cũng khổ, hai bên em ở đó chật chợ lắm. Dạ. Con thơ nó ở là cháu à vậy. Đây nhà chị thuê nè, hồi giờ Phương cứ tưởng đâu là nhà. Ừ. Ở thơ nó ở đó, nó sắm cửa chút đỉnh rồi. Thế là tôi đi nhà không à. Có nó ăn nó uống rồi anh. Ồ bên này có khi nào rắn bò vô không? Có hầu cũng có một hai con mà cũng được rồi là cũng thấy cái đây. Đâu đi đi à. Dạ. Hôm nay thì gửi chị một phần quà ha, của chị Việt Kiều Úc, nó không nói tên nè. Giờ anh trao cho chị một phần quà. Ủa cũng bệnh đâu rồi cũng đi chút anh chị đó, đều được chờ đó anh à. Úc á, anh gửi giờ phần quà biết cho bà con những người gây khó khăn. Yeah. Đây em cũng xin trao chị một phần quà của chị đó. Dạ. À, em cũng cảm ơn mà gọi cô Việt Kiều bên đó hả? Dạ dạ dạ. À, cũng nghe cảm ơn tên gì? Dạ dạ, dạ chị biết là được rồi. À, em tin tâm. Cũng cảm ơn đề cô Út ở bên đó. Dạ dạ. Dạ. Gọi cho chút quẹ cũng em cũng khổ quá, cũng bệnh quẹ được kiếm ăn qua ngày vẫn nhờ về con cô bé giúp đỡ. Dạ dạ. Thì dạ. Em cũng cảm ơn hết cái cô Việt Kiều giúp đỡ cho ý chăm. Dạ dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Rất cảm ơn nhiều. Mạnh giỏi sức khỏe chúc à, em cũng chúc sức khỏe chị cũng chúc anh cha chú Phương dạ. Với lại cô Vinh Vĩ mạnh giỏi sức khỏe dạ, nghe dạ, dạ, dạ. Rồi em chào chị ha. Cảm ơn. Bây giờ hai anh em cũng đi xuống lại cũng khó khăn đó. Đây là cái làng của Phương này. Xin chào, tắt điên rồi xong chưa? Dạ, xong rồi hả? Quay bên núi bên kia. À, quay bên kia nữa. Cái con đường này là suối chảy nè. Cái mùa lục là chảy dữ dội lắm. Đây nè. Đây là đường suối chảy ha. Bà con bây giờ cũng khó khăn ở lên đây ở nè. Bây giờ Phương đi tiếp một hoàn cảnh đó là cô Lan đó. Thì cũng có người con không được bình thường, cũng lớn tuổi rồi. Cô Lan em chào chị. Dạ. Thân một mình à. Có mẹ già ưa đau ưa bệnh tim. Dạ. Nên không có tiền. Dạ. Nên nuôi cái thằng đây. Dạ. Nên bây giờ cỡ nó cũng thương tình giùm, cũng giúp đỡ giùm cho cô Lan. Dạ. Cô Lan kiếm chút đỉnh. Nay lên nhà thương, mai lên nhà thương à. Khổ lắm đậu. Dạ. Nó bệnh tim. Nó mệt là đi, nó mệt là đi à. Chị cho em hỏi bà có mấy người con à? Có hai người con. Mà đứa con gái có chồng đi rồi. Còn có hai mẹ con sống ở đây thôi. Dạ à. Thì bây giờ bà người con gái đó có làm cái gì đó để giúp cho bà một chút để sinh hoạt không ạ? Bà đâu bà bệnh rồi nó chở đi rồi nó cho chút đỉnh rồi đi ăn, muốn ăn muốn uống đồ anh mua xuống cho mẹ thôi. À chứ không chứ có còn cái dạ. Tiền bạc là không có. Dạ. Ừ. Thì hai mẹ con ấy tự sắm tự làm thôi. Dạ. Vô cảnh. Sẵn đây thì em hỏi chị ha. Dạ. Ừ. Chị cho em hỏi là thì em cũng có rất nhiều khán giả ở cái làng của mình biết cái kênh của em đó. Biết là dạ, biết sẵn đây chị giới thiệu về chị tên gì à, cho bà con khán giả đi xe này nhớ đến chị ạ. À, tôi là Đinh Thị Lạp.
Dạ. À, ngày xưa thì chị ở Trường Sơn đúng không? Rồi ở Trường Sơn mua bán hàng ăn. Dạ. Bây giờ là coi như là thất nghiệp rồi, để lên đây là cũng bán buôn đồ ớ lắm. Dạ. Không bằng với mặt đường. Dạ. À, với họ mặt đường chị bán hai son, lên đây chị bán hai phần son thôi. Dạ. Chị bán cái gì ạ? Bán hàng ăn. Bán ăn, nhưng mà bán phở. Bán phở, bán mì, bán bún bò rồi đó em ạ. À. Dạ, đây là chị Lập ha, cũng là làng của Phương ha. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Để em qua gặp bà ạ. À, gặp em. Em chào anh ạ. Chào, chào em. Chào ạ. Tiền. Anh tên gì ạ? Tên gì? Gì nói lại. Tên gì nói tên? Ờ, ông ai vậy thì ở trong giấy quả bằng chính quả hoài kêu tèo. Ảnh ngày trước đó thì ảnh còn khỏe, ảnh còn gánh nước cô ha. Chưa gánh. Bây giờ hết gánh. Giờ hết gánh nổi rồi. Dạo này anh đâu gánh nước nữa ha anh á. Em không ngỡ đá gánh thì chơi. Dạ. Anh hiền lắm, anh hiền lắm. Mấy ông anh hiền lắm. Dạ. Anh gánh anh lủi lủi đi là. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi? Nói 55 tuổi hả cô? 18. Dạ. Giờ ảnh ở với mẹ ha. Giờ hai mẹ con thôi. Con không à? Dạ. Tôi đau bệnh nó không biết gì hết đấy. Dạ. Cô có lên bệnh viện thì anh cũng không biết luôn. Ở nhà mà lo cho nó, nhà nó đói nữa, có là bà chị ở nhà ra nó ăn á. Dạ. Chị nói biết nấu. Bé bé à. Đi nhà thương ở nhà chị phải nấu cung nó đồ. Dạ, không nấu rồi. Dạ. Không biết gì đâu. Rồi ăn rồi chén bát thì cứ đỡ rửa, luôn. Rửa. Không rửa được. Đi lấy tô lấy bát rồi thì bó que. Biết không biết nấu. Dạ. Không biết nấu gì không hết. Biết nấu. Rồi không ai nấu là bà chị nói luôn. Có biết chấm mì đồ ăn không? Không. Biết không? Không biết, không biết. Không biết luôn. Chị bắt nào cung không lên này được. Dạ. Còn đồ ăn không biết. Đồ ăn không biết cả nấu. Cung nấu điện nó dở. Dạ. Cô ơi, hôm nay thì có một phần quà cho cô ha. Gửi cho cô đó. Thì cái phần quà này là của chị Việt Kiều đó. Chị cũng không nói tên. Thì đi với con thì cũng có gia đình chị Việt Kiều. Rồi anh trao quà cho cô Lan ạ. Đi là cô cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho mẹ con cô. Dạ. Cảm ơn chúc cho vợ, chúc cho mình đó đỡ nhiều sức khỏe. Dạ. Cô bây giờ cô nhắc con hỏi là cô ha. Cô ngày trước là cô ở khóm nào ạ? Cô ở Trường Thọ. Dạ. Rồi xong khổ quá cô bán nhà lên đây. Dạ. Đó cô Lan ở Trường Thọ đó. Bây giờ anh trao một phần quà cho cô ạ. Đây cô, đây em vợ chồng chị con ở Úc á. Cũng có gửi về ít quà biếu cho bà con những hoàn cảnh khó khăn á. Dạ quà đó có chút đỉnh để ba ngày xuân. Cảm ơn vợ chồng luôn. Dạ. Cảm ơn nhiều sức khỏe. Dạ. May mắn. Dạ cũng chúc cô với anh luôn luôn khỏe là mừng rồi. Cảm ơn nhiều anh. Dạ. Dạ. Con chào cô nha. Dạ, chào cô đi. Em chào anh nha. Anh vẫn chịu khó đi tập thể dục buổi sáng đó. Ờ, sáng đi tập. Buổi sáng nào anh cũng đi tập thể dục á. Xuống như đá, xuống nhà tốt kiếm gạo á. Dạ. Đúng rồi. Em con có quay mà. Quay đứng trước á. Dạ. Bây giờ hai anh em mình cũng đi từ sáng rồi ha. Bây giờ thì Phương với anh Tâm đó đi cũng hồi sáng giờ rất là cũng nói chung là cũng mệt mà vui đó. Thì cũng đi trao qua những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Rất là hôm nay là ngày 29 ha. Rồi anh em mình cũng chúc cho bà con cô bác khán giả cô Phương đó một năm mới sức khỏe ha, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống anh ha. Rồi em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn lại video sau thì anh em mình sẽ tiếp tục quay cho bà con cô bác xem.